con tứ bốc. Trời nào các con ngủ trợt. Trời, có ngủ trợt rồi. Ngủ trợt vừa mới lớn, trời hiểu tôi xin nó tiếp. Rồi thử coi là cái con gì. Bữa này em ơi. Dạ. À, Minh Niên năm nay chúc cho cô mùa mây vắng đất. Hạt cô đủ mặt không thiếu thứ gì. Lúc cẩn này, lúc xịn, lúc kỳ mà mình dầu qua dầu cô ba cũng có phúc thần dầu gió dầu gì mà thiên đường bán hộp bán hương bút da mà quẹt mấy đủ các loại giấy ngũ sắc mà hồng đơn nhưng vật quý hơn là cái dùng giấy quý hàng cô khách đến thì chẳng muốn đi như gái vậy thì muốn đeo mà đôi xuyến chúc cho gia quyến năm mới mà an khang xin chúc cho gánh hàng mỗi ngày mà mẫu nặng chúc cô lấy đặng một anh học hiểu tôi không tiếp bà con quân anh ơi có anh em thương thay cây chỉ ban theo cho mặt đà quá mà còn đèo gì là cánh điên tứ móc bà con quân tứ móc rồi số 2 màu xanh à, chú chòi số 2 màu vàng rồi hiệu rút tiếp chín chòi lạnh lạnh mà nghe màu đỏ chòi số 6 kia anh hai coi kiểm tra bài nghe dễ bị lộn lắm có 2 nãy 3 dứt lên tới 2 luôn anh ơi đêm ma này anh được gối tay nạn rồi mãi ra chưa tới thôi. Dạ. Bài sắp tới rồi bà con ơi. Hy vọng cho các trời khác. Hiểu tôi rút tiếp con gì nó ra tiếp đây. Ôi bà con ơi, bên kia sông tôi dựng cái chùa Quan Thiện, còn bên sông này tôi dựng cái huyện Hoài Nhơn, cái huyện Hoài Nhơn đeo bao công ông sự kiện, còn cái chùa Quan Thiện có bao kẻ tu hành mà đôi tới. Vậy là còn may mắn các trò khác hy vọng rồi nha. Chuyện tôi rút cái con chiếc này con này tới nè. Trời anh ơi, cái con này nó theo em đời em tới ba rồi đó anh. Vậy hả? Còn anh là bốn đời rồi. Anh thấy anh biết không à? Anh ơi, nấu hai chậu thì mẫu nấu hai nồng. Em đây nghèo quá khổ. Nào nọ đâu? Bắt đầu đâu không? Tưởng là bà ăn có cái người ta giàu nấu hàng nào còn bà nghèo ăn cái đầu nấu ăn đầu nấu thêm đủ nghèo gì nấu cũ ba đêm em đây nghèo ăn cũ em cũng thêm mà có ba hèn chi nghèo đúng rồi
ăn ba ngủ không đo la làm ăn gì đâu nghèo. Tôi nhiều quần lắm. Vì nghèo. Nghèo bà con quơ. Số 8 màu đỏ. Chưa tới luôn bài hấp dẫn. Chưa có bài nào mà ai cũng tới hai con bà con ơi. Rồi sắp lên. Sắp lên may mắn này. Cậu gặp quá tôi biết không. Cậu năm đầu tiên tôi gặp đã là tôi biết cái vụ đây rồi. Nè tôi không ngờ ông to con quạch nét và không sợ vợ nha. Chào quơ. Vợ tôi cả xóm còn sợ mượn mình tôi. Đây hôm qua tôi thấy rõ ràng. Thế sao? Bà nằm trên chậu bà đưa. Thế sao nó nằm vậy hoài? Ông bồi ấm hoa. Dạ bà bà bà. Dạ nó xuống nha. Hô bảy thưa. Bảy thưa, tao chưa. Bảy thưa con này tới này. Chưa luôn. Kìa trời số 3 anh con bảy thưa màu đỏ. Cho bà con quân thì dán bài mà em hô em cũng hồi hộp nữa, đừng có nói chuyện. Bây giờ đổi con lớn không? Đổi thôi, đổi qua đây, đổi. Qua đây, để qua đó, đứng bên đó là không qua. Qua đây. Hiểu tôi rút con gì nó ra đây bà con quân, giấu bài luôn, không cho ai thấy á. Hô là biết. Bữa này ngủ kia, tôi giận lắm. Giận cái gì? Tôi nói với bà nghe. Bây giờ để ý để lộn bà con. Dạ đây hoài năm mới chúc hoài ông Hồng có ông Hồng và tới một con bảy liễu xin chúc mừng. Rồi vào sức khỏe.